Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ kỷ lục hơn 60 năm ở miền Nam Trung Quốc, hơn 400.000 người phải sơ tán, hàng trăm ngàn người phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, hai ngày trước, hai tỉnh miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như trút nước. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 2, đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân và của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiểu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ, với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng này đến giữa tháng 6 năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã xảy ra 5 trận động đất lớn với cường độ từ 3,3 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm từ 1 đến 3 trận động đất nữa và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Thưa quý vị khán giả, dù đã 13 năm kể từ khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, người ta vẫn truyền tai nhau về những hiện tượng thần kỳ đã xuất hiện. Tuy nhiên, phía chính quyền thì ra lệnh giữ bí mật không được tiết lộ. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, tại huyện Vấn Xuyên, Châu Tự Trị, Nagwa, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất 7,8 độ Richter, dư chấn ảnh hưởng nhiều tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Đây là trận động đất thê thảm nhất chỉ sau trận động đất ở Đường Sơn vào tháng 7 năm 1976.
có bao nhiêu người đã chết trong trận động đất? Vấn đề này luôn là một bí ẩn. Theo báo cáo của Bộ Dân Chính Trung Quốc, trận động đất Vân Xuyên làm 69.227 người gặp nạn, 374.643 người bị thương và 17.824 người mất tích. Về số lượng học sinh gặp nạn, con số cuối cùng do chính quyền đưa ra là 5.335 trường hợp học sinh tiểu học và trung học thiệt mạng, nhưng công chúng không tin số liệu này. Bên cạnh những thông tin bị chính quyền che giấu, trong trận động đất năm đó ở Vân Xuyên, trên mạng còn bàn tán rất nhiều hiện tượng thần kỳ. Dưới đây có thể kể ra một vài trường hợp tiêu biểu. Một, tượng Bồ Tát không đổ. Theo NDTV, trong trận đại địa chấn năm 2008 ở Tứ Xuyên, một người lính trong lúc làm công tác cứu nạn đã chụp lại được cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Trong một ngôi chùa mọi thứ đều bị tàn phá, có một pho tượng Bồ Tát còn nguyên vẹn ngồi vững chãi. 2. Âm hồn của người bị nạn nhập vào người khác. Sau khi xảy ra trận động đất ở Vân Xuyên, có một cô gái bị nạn đã nhập hồn vào một cô gái khác ở Trùng Khánh. Được biết, hai cô gái này vốn là bạn thân của nhau. Nghe nói cô gái bị nhập ở Trùng Khánh có dung mạo xinh đẹp, làn da mịn màng, cao hơn 1,7m. Sau khi bị hồn nhập thì giọng nói, ngữ khí, biểu cảm đều giống như cô gái bị nạn. Cô nói với cái chết đột ngột của mình thì cứ canh cánh trong lòng. Cô nói lúc làm siêu độ ở chùa nào đó. Bởi vì những người bị giống như cô quá nhiều nên chen chúc không có hàng lối, vô cùng đau khổ, hy vọng có người trợ giúp. Người nhà cô gái ở Trùng Khánh vô cùng sợ hãi mới liên lạc với vị trụ trì của một ngôi chùa ở địa phương, mang cô gái từ Trùng Khánh đến chùa Sương Liệt ở thành phố Mã Nhĩ Khang, tỉnh Tứ Xuyên. Trùng Khánh cách thành phố Mã Nhĩ Khang cả ngàn dặm, lái xe phải mất một ngày. Sau khi tới được Mã Nhĩ Khang, lúc lái xe đi lên núi, cô gái bị nhập nói thế nào cũng không chịu lên xe. Cô nói còn có rất nhiều người đi cùng chúng ta, nếu như lái xe thì bọn họ sẽ không theo kịp. Có mấy cư sĩ đi cùng bị dọa cho rất sợ hãi, nhưng vì có sư phụ Lạt Ma đi theo, cuối cùng mọi người vẫn kiên trì đi lên núi. Cô gái sau khi lên núi liền nói, thật tiếc đa số những người kia không đi lên được bởi vì bọn họ không có tay chân, không có đầu. Lúc ở trên núi, mấy vị cư sĩ kia vì sợ hãi quá, liền niệm liên hoa sinh tâm chú, nhưng cô gái bị nhập kia lại rất xem thường. Cô vừa quắc mắt vừa nói, với năng lực của các người còn muốn niệm liên hoa sinh tâm chú để cầu phù hộ hay sao? Một vị chủ trì đã đại diện cho chùa Sương Liệt làm lễ siêu độ, làm thời gian rất lâu. Âm hồn của cô gái bị chết vừa rời đi, thì cô gái bị nhập ở Trùng Khánh thoáng giật mình một cái. Cô ngơ ngác hỏi người nhà, ở đây là nơi nào? Tôi đang ở đâu? Cô hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra. 3. Xuất hiện một nửa khuôn mặt. Trần Kiên là người xã Tú Thủy, huyện Miên Dương An, tỉnh Tứ Xuyên, trước lúc xảy ra động đất đang làm việc tại huyện tự trị dân tộc Khương Bắc Xuyên. Sau trận động đất, Trần Kiên bị chôn vùi trong đống gạch vụn. Đến 3 giờ chiều, anh đã bị chôn vùi ở dưới mặt đất hơn 60 giờ đồng hồ. Lúc nhân viên cứu hộ tìm thấy, anh bị 3 khối đá nặng đến 1 tấn đè lên người làm không thể động đậy được. Tuy nhiên, ý thức của anh vẫn tỉnh táo. Qua máy quay phim, anh nói với phóng viên, tôi bị nạn trong trận động đất ở Bắc Xuyên, nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi cảm thấy đã thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tôi 3 ngày 3 đêm không ăn gì mà chỉ uống nước. Trải qua 5 tiếng đồng hồ nỗ lực, Trần Kiên đã được cứu ra nhưng lại bị chết trên đường đi xuống núi. Sau đó, đài truyền hình Phượng Hoàng đã làm tiết mục Lãnh Noãn Nhân Sinh, Đời Người Ấm Lạnh, ghi lại 79 tiếng đồng hồ cuối cùng của Trần Kiên, quay phim rất ly kỳ, làm cho ánh mặt trời từ từ ló ra và nhìn thấy khuôn mặt của anh. Trên màn ảnh xuất hiện một nửa khuôn mặt của anh được phản chiếu trên bức tường bê tông sụp đổ. Hơn nữa, con mắt còn có thể máy động. Lúc đầu mọi người tưởng rằng nhân viên cứu hộ dùng tấm gương để phản chiếu, nhưng về sau mới phát hiện là ở hiện trường không có tấm gương nào. Ảnh chụp thì có thể chỉnh sửa, nhưng với video thì không thể. Đoạn phim này được truyền rộng ra gây chấn động rất lớn. Có người cho rằng trước khi Trần Kiên tử vong, linh hồn đã rời khỏi thân thể rồi, nhưng có thể lúc ấy nghĩ đến còn có vợ và con nhỏ nên mới quanh quẩn ở đó không chịu rời đi. Trước khi xảy ra trận động đất, luôn thấy xuất hiện các hiện tượng lạ, được coi là dấu hiệu của động đất. Ngày 10 tháng 5 năm 2008, ở thôn Đàn Mộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi xảy ra động đất gần 100 km, xuất hiện mấy chục vạn con cóc đang di chuyển. Bộ Lâm nghiệp ở địa phương giải thích rằng cóc di chuyển như vậy là bình thường.
Tuy các nhà khoa học cho rằng thật khó có thể dự đoán trước trận động đất, nhưng về sau người ta lại cho rằng Trung Quốc vì muốn Thế vận hội Olympic có thể diễn ra suôn sẻ nên đã che giấu dự báo về trận động đất. Trong cuộc họp báo của Hội đồng Nhà nước vào mấy ngày trước đó, đã từng nhận được khiếu nại của 7 nhân viên thuộc cơ quan động đất Tứ Xuyên, nói rằng chỉ vài ngày trước đã phát hiện được dấu hiệu của trận động đất. Nhưng văn phòng nói rằng để đảm bảo sự ổn định trước Thế vận hội nên không được để lộ thông tin này ra ngoài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.